dẫn ông bà cô chú đi xem vườn rau của bà nội tiểu quệ nha. Đây lan lên rồi nè, lên thành phố rồi. Đây là dưa leo. Wow, trời ơi, coi trái sai chưa nè ông bà cô chú. Coi nè, coi kìa. Trời ơi, coi nè. Bà nội tiểu quệ trồng rất là tốt cho mọi người chú. Bởi vì không có chịu đi đâu á, ở nhà trồng rau là gì. Ở dưới này thì trồng hành. Đây là ớt. Rồi cái này là rồi hành xài, ờ bố rồi, bố xài, bố rồi, thang xài, thang xài, thang xài, cả thang. Rồi, cho dền với lại là rau muống. Không hiện xài. Đây nè. Cho dền lan qua miếu lên. Ý quá trời luôn. Đậu bắp. Rồi ở đây là cà chua. Mình khai chẳng lắm tôi phan chế. Quá trời luôn. Khi quay về suy ra bên khai khai dầu à. Ừ. Cho còn chi trước chứ. Lan xin chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn đã quay trở về với kênh Phương Lan cuộc sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay dẫn ông bà cô chú đi ngắm dòng rau của bà nội tiểu quệ nè. Nay Lan khỏe nhiều rồi, đi tới đi lui cho nó thoải mái. Lan không có thích nằm một chỗ ông bà cô chú á. Ngồi mày nè. Đây cà phố. Wow, cà chua. Trồng ghê chưa. Đây là cà tím nè. Trời ơi, coi nè. Ông bà cô chú xem. Cái này hay cho khởi dây á. Ôi là hay cái đây. Wow, trời. Dưới này là trồng hành nè, hành củ. Thầy dưới thuật. Rồi bây giờ ta cơ. Giao thổ. Hành củ, hành củ. Ra, lá châu. Kìa ra cho theo lá châu. Ôi ơi, có được bà cô chú. Mớp nữa nè. Bà nội tới quay chồng cơ. Đây nữa nè, đây cũng của bà nội tới quệ luôn mà cô chú ạ. Tốt ghê thiệt luôn. Đây dạ. Chào ông bà cô chú kìa. Hai con chào bà cô chú. Nó lại ngồi đi sao nè. Chị à. Chị à. Nè hai thằng xe hóa trang chị chị nè. Hóa trang chị chị nè. Hơi hơi. Con chào mà cái chú. Hãy dạy lại từ đầu rồi cả nhà. Cái rau dền này không biết rau dền gì á mà nó có cái màu này. Nếu là cái hành, nếu là rừng cái hành xem ạ. Chị là rừng hóa à, cái sao đây hả tôi? Wow. Chưa có về sân ma trung đồ hoa sân. Tao na liệt. Đậu phộng cũng của bà nội tiểu quệ chồng luôn mà cô chú. Đây là nhà đâu sư. Đây là nãy có sư mà ma là. Chưa có về sư mà ma là. Má. Trời ơi. Đi đã đi vô đó mà tôi ti chung ra. Về đó tôi kể đi là. Chưa có về xuống mà mà chung ra. Ở đó bà nội được một miếng giường nha. Ở đây một miếng giường nè. Rồi ở đây nữa nè ông bà cô chú. Mới trồng luôn. Đậu đậu đũa, đậu que, cà chua, ớt, đậu phộng.
rồi khoai lang. Rồi ở phía bên đây là bà nội Tiểu Huệ trồng rau muống, ớt. Tất cả là đều của bà nội Tiểu Huệ trồng hết nha mọi cô chú. Rau dền. Rồi cái này. Trời ơi coi nè mọi cô chú, ôi trời ơi. Cà tím, mình đi qua bên kia. Wow. Người ta nhường đất lại cho bà nội Tứ Huệ trồng á một cô chú ạ. Má hãy vô má. Chết liền mà. À, đá mà tua hả? Chứ cứ khơi chứ liền hả? Ê, chơi đi ba. Hả ba? Bên mà chị đâu bên. Cái này giống như đậu đậu tương, đậu nành. Trung sa chào quảng trường. Nào giờ cái tính của Lan thì ông bà cô chú cũng biết rồi. Lúc sanh bé Tiểu Huệ thì Lan cũng sinh mổ. Sinh mổ thì người ta nói là đại phẫu. Còn cái của Lan thì là mổ nội soi. Còn Lan thì trừ khi là mình nằm một chỗ đi hết nổi á thì mới không có làm thôi, chứ còn Lan mà phải khỏe lại á, làm được á, là Lan làm à. Lúc trước á, sanh bé Tiểu Huệ được 3 tháng, Lan còn đi phụ hồ mà. Ông bà, cô chú, anh chị cứ bảo Lan là nghỉ ngơi đi, vừa mới bệnh khỏe. Rồi với Lan á, hiện tại thì ngày làm tháng ăn ông bà cô chú. Lan còn có mẹ già, rồi bà chồng, rồi con riêng, con chung. Cho nên vừa ngóc cái đầu vậy là Lan đi làm việc liền. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Giỏi quá, con gái giỏi quá. Ở đây ông bà cô chú anh chị đều nhìn bé Tiểu Huệ đầu quá. Để xưa cái ông bà cô chú khang ra đi, để tôi qua đây. Hả ba? Ba cho ba mà. Ba. Mamá, voy a
就我是哪个不吃？吃好的，别吃。你是新鲜的，不吃还留在海里。那买的鸡蛋哪个嘛给的？快吃，我这儿烧起，烧起。这个，哪个带来？你的，你跟小黑一人吧。 大不了，少的红包拿来补补补着。买了吧，我叫安总。今天是第几来啊？也不要人叫了哈。慢慢吃，小薇还有啊，慢慢吃。吃牛蹄，吃牛蹄。干贝干，包括这个什么啥？ Ông bà cô chú anh chị á, thấy là bé tiểu quệ nó ốm rất là gõ luôn. Thì như Lan đã từng nói rồi, bà nội tiểu quệ rất là tiết kiệm. Hôm trước á, thì bà nội tiểu quệ cũng có việc làm đó, xong á, bây giờ người ta không cần làm nữa, thế là lại quay về vị trí cũ rồi ông bà cô chú. Cái tính tiết kiệm này á, thì nó đã ăn sâu vào trong máu của bà nội tiểu quệ rồi. Bà nội tiểu quệ thì cứ mặc định là đồng tiền á, là phải xài cho nó đáng xài. Lan và Bảo Sinh cũng thuyết phục mẹ rất là nhiều. Lúc trước thì thu nhập của Lan không có ổn định, không có dám mua gì ăn. Như hiện tại thì Lan còn buôn bán này kia nè. Cuộc sống hiện tại thì cũng dễ thở hơn rất là nhiều, chứ không còn như những lúc trước đầy áp lực nữa.